Thưa quý vị, thông tin đầu tiên tôi muốn cập nhật đó là vào khoảng 22 giờ đêm ngày hôm qua, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét xảy ra chiều ngày hôm qua tại đây. Trước đó, tại dòng suối Bác Miều, lũ quét đã làm 4 người mất tích, trong đó có 2 người là vợ chồng đang xúc cát bên bờ suối thì bị lũ cuốn trôi. Một ngôi làng ở xã xóm Nà Làng, xã Mông Ân cũng đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân đã được cùng huy động cùng với nhân dân để tìm kiếm, đồng thời có giải pháp để hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Thưa quý vị khán giả, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại đây. Trước đó thì tại dòng suối Bác Miều, lũ quét đã làm cho 4 người mất tích, trong đó thì có 2 người là vợ chồng đang xúc cát trên bờ suối thì bị cuốn trôi theo dòng lũ. Vâng, thậm chí một ngôi nhà ở xã Mông Ân đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm đã huy động các lực lượng công an, bộ đội, dân quân và cùng nhân dân tìm kiếm nạn nhân, đồng thời có giải pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Và để có thêm các thông tin cập nhật, ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với ông Mã Gia Hãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Chiều 5 tháng 7 thì trên địa bàn huyện Bảo Lâm thì về thời tiết thì có mưa to, gió lớn, lượng mưa thì nhiều và kéo dài, dẫn tới cái việc mà lũ quét cục bộ xảy ra tại suối Nà Tăng, tổ 1, khu 1, thị trấn Bác Miều đã xảy ra cái lũ cuốn trôi 4 người dân của xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm. Sau khi xảy ra cái vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện đã huy động các cái lực lượng và các phương tiện cần thiết để tìm kiếm và cứu nạn đối với lại 4 người dân. Đến thời điểm hiện nay, từ khi xảy ra và cả đêm tối hôm qua, sáng hôm nay thì lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được một người dân. Và trong buổi sáng hôm nay thì huyện tiếp tục huy động thêm cái lực lượng và mở rộng thêm cái phạm vi địa điểm để tìm kiếm đối với 3 người còn lại. Vâng, rất cảm ơn một thông tin vừa rồi ạ.